Chào các bạn, như đã nói trong clip trước thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta kết nối từ TV thông minh qua cổng cáp quang để chơi nhạc kỹ thuật số qua đầu Pioneer BDHX7. Đây là một dòng có chức năng giải mã DAC tích hợp. Nó vừa có khả năng chơi được CD lẫn làm DAC nữa. Thì đây là tính năng rất là thú vị của những cái dòng CD tầm cao cấp. Thì dòng Pioneer HX7 thì các bạn muốn tham khảo chi tiết có thể xem lại bài test trước mình đã từng giới thiệu qua. Thì mình sẽ nhắc một tí lại để các bạn biết, đây là một dòng CD được ra đời năm 1998 với mức giá xuất xưởng là 95.000 yên, một mức giá cao. Và đây là một dòng, cũng là dòng cao nhất của Pioneer mà có chức năng giải mã DAC thời điểm bây giờ. Thì CD này có màu vàng rất là sang trọng, cửa nằm giữa, đặc biệt nó có khả năng vừa chơi CD lẫn làm DAC. Thì khi chúng ta chơi CD thì đây, chúng ta sẽ bỏ cái đĩa ngửa lên. Nó rất là đặc biệt, chỉ có dòng Pioneer mới có cái thiết kế này. Sau đó chúng ta mở vào. Còn nếu chúng ta muốn chơi DAC thì chúng ta phải đến cái đúng Dark Mode này. Đây. Đây, chúng ta bấm nút đây thì nó màn hình, chúng ta chọn cổng vào, tín hiệu đồng trục hay là đĩa hay là optical. Rồi, thì phía sau chúng ta sẽ kết nối như thế nào, rồi các bạn xem phía sau nhé. Phía sau thì các bạn kết nối qua cái cổng cáp quang này, cái đường line in nha, line in. Còn nếu bạn nào chơi cổng đồng trục thì chúng ta kết nối cổng coaxial, tùy vào cái thiết bị chúng ta, kỹ thuật số chúng ta phát nó có cổng nào. Rồi, hôm nay trong cái dàn này thì mình ghép với cặp loa Advan và thiết bị kết nối kỹ thuật số là TV Smart TV Samsung âm ly Pioneer SA810, một dòng âm ly cổ chạy sò sắt. Cặp loa Advan này là Velocity, một dòng loa có thiết kế rất là đẹp, vân gỗ lạng rất là sang trọng. Nếu chúng ta chơi cả bộ này thì rất là tuyệt. Cái mặt phay của âm ly và đầu đĩa nó đều là màu vàng và màu nhôm, nó rất là hợp với nhau, và cặp loa màu gỗ nó cũng rất là cân đối. Rồi, sau khi đã kết nối thì bây giờ mình sẽ test luôn nha. Chúng ta nghe thử chất âm khi nó kết nối DAC nghe qua mạng nó như thế nào nha. Anh mắt dài nhân.
Rồi, mình đã hoàn thành xong cái test cái chức năng DAC cũng như cho các bạn cảm nhận được âm thanh kỹ thuật số khi qua xử lý của đầu DAC DAC Pioneer HS7 nó như thế nào. Thì đây là một đầu, xin nhắc lại, đây là một đầu có chức năng vừa CD vừa DAC nữa. Nên khi chúng ta thích vừa chơi nhạc từ CD hoặc là có những nguồn nhạc trên mạng thì rất là thuận tiện để chúng ta chơi cả hai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên nhé. Bấm nút đăng ký để có thể cập nhật sớm nhất những video mình ra mỗi ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.